Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ với các bạn một cái chủ đề rất là hay. Đó là ra làm kinh doanh thì chúng ta cần phải có một cái suy nghĩ ở trong cái đầu, là chúng ta cần phải chia sẻ. Làm marketing cũng vậy, đó chính là một cái hành trình chia sẻ. Và hôm nay mình cũng sẽ nói bạn là tại sao chúng ta phải chia sẻ. Tại sao phải chia sẻ các bạn? Chúng ta phải nhớ ra một điều như vậy này: khi chúng ta chia sẻ cái gì đó hay á và nó hữu ích á, và đặc biệt á mà nó hay hữu ích với khách hàng của chúng ta đó, thì họ như thế nào họ sẽ xem, họ sẽ xem đi xem lại nhiều lần. Chưa hết, họ còn như thế nào họ còn lưu về máy của họ nữa, họ lưu về trang của khách hàng, và chưa hết, họ còn tát những người thân của mình vào xem. Và không những thế, nếu mà tuyệt vời nữa, họ còn chia sẻ cho nhiều người xem nữa. Bởi vì cái điều chia sẻ đó nó hữu ích, nó hay, nó có giá trị. Ai cũng mong muốn cái điều đó hết, và chính các bạn cũng mong muốn cái điều đó, chắc không ạ? Chắc. Vậy bây giờ bạn chốt được cái từ khóa gì ở trong đầu của bạn đi ạ? Cái thứ hai là nó có một bí mật á, là khách hàng của chúng ta, các bạn biết không ạ? Là để có được khách hàng là chúng ta chia sẻ, là kinh doanh là chia sẻ, chứ không phải là kinh doanh là chúng ta chăm chúng ta làm quảng cáo. Chúng ta cứ chăm làm quảng cáo, khách hàng họ không rảnh họ xem quảng cáo của bạn, họ không rảnh họ nghe các bạn cứ nghêu ngao nói về lĩnh vực của bạn. Khách hàng họ chỉ đi xem cái gì họ cần, họ biết cái gì mà họ đang gặp vấn đề. Vậy để làm được tốt vấn đề này thì chúng ta lại phải trả lời được ít nhất là hai ý nữa. Ý thứ nhất, bạn phải biết khách hàng tiềm năng của mình là ai. Mình nhắc lại, khách hàng tiềm năng của bạn là ai? Vậy một cái câu hỏi là như thế nào là khách hàng tiềm năng, thì các bạn phải trả lời được cái điều này. Và cái thứ hai là khách hàng tiềm năng của chúng ta, họ đang quan tâm tới vấn đề gì, họ đang bị vấn đề gì, họ mong muốn gì, họ khao khát gì, họ muốn trở thành ai, hiện tại họ muốn tháo gỡ cái gì. Các bạn thấy không ạ? Chúng ta phải trả lời được hai thứ. Thứ nhất, ai là khách hàng tiềm năng của ta? Và cái thứ hai là khách hàng tiềm năng chúng ta, họ đang gặp vấn đề gì, họ mong muốn gì. Và cái này là cái điều chắc chắn rồi, ai cũng có vấn đề hết. Bạn cũng có vấn đề, mình cũng có vấn đề. Ai cũng có khát khao, mình cũng có khát khao. Và khi mà chúng ta chia sẻ được những cái vấn đề, đáp ứng được khách hàng, thì khách hàng họ sẽ follow chúng ta hoài, họ sẽ xem chúng ta hoài. Và chắc chắn một ngày nào đó họ thân thuộc với chúng ta hơn, và một ngày nào đó họ như thế nào họ trở thành khách hàng của chúng ta. Vậy bạn có phát hiện ra cái điều gì chưa? Bạn có nhận ra điều gì chưa? Vậy bản chất á, khi chúng ta chia sẻ bất kỳ thông tin gì, bản chất khi chúng ta nói bất kỳ thông tin gì, chia sẻ bất kỳ thông tin gì, dù online hay là offline, dù là trên internet, dù trên Facebook, dù qua email, dù qua tin nhắn, dù qua cái kênh YouTuber này, hay là các bạn chia sẻ offline, dù là một cái cuộc nói chuyện, hay là các bạn viết ra cái quyển sách gì, thì tất cả những chia sẻ này nó đều mang một ý nghĩa rất là quan trọng, đó là đi giải quyết những cái vấn đề mà khách hàng họ đang gặp phải. Các bạn có nhận ra không ạ? Tuyệt vời. Vậy thì bây giờ lại tiếp tục. Vậy bí quyết ở đây là gì? Cái điều chính yếu của chúng ta là gì? Cái điều mà gọi là cốt lõi ở đây nó là gì? Vậy thì bước đầu tiên để thành công trong kinh doanh, thành công trong marketing, thì chúng ta phải làm rất tốt cái công việc chia sẻ. Mỗi ngày chúng ta phải xuất hiện, chúng ta chia sẻ. Mỗi ngày chúng ta phải mang cái giá trị đến cho khách hàng. Và khi những cái bài chia sẻ chúng ta nó có giá trị thì khách hàng họ như thế nào họ sẽ xem đi xem lại. Khách hàng tiềm năng á, những người chưa biết chúng ta, họ lang thang đâu đó trên internet,
họ lang thang ra đâu ngoài nhà sách, họ gặp được quyển sách của bạn, họ xem được cái đoạn video của bạn, thì họ yêu quý bạn, họ biết nhiều về bạn, rồi song song đó họ yêu quý về cái gì, cái thương hiệu của bạn. Thương hiệu có thể là thương hiệu cá nhân hoặc là thương hiệu gì ạ, thương hiệu doanh nghiệp. Và khi họ yêu quý cái điều đó rồi á thì nó như thế nào ạ? Lần lần bạn có những cái sản phẩm nào bắt đầu họ quan tâm sâu hơn và lúc đó họ mới mua. Vậy là vừa rồi trong vòng vài phút mà đã chia sẻ cho bạn một cái thông tin mình nghĩ nó rất là hữu ích với bạn, đặc biệt là những người đang làm kinh doanh, tập tành làm kinh doanh, và những người đang làm kinh doanh chưa tốt lắm thì các bạn hãy theo dõi tiếp những đoạn video tiếp theo của mình. Trên kênh YouTube các bạn nhớ bấm vào nút subscribe của mình và bấm thêm cái chuông ở bên cạnh để đổi mỗi khi mình đăng ký lên á, mình đưa video lên á thì nó như thế nào ạ? Nó báo cho các bạn biết. Kênh Facebook thì các bạn follow dưới mình. Bye bye các bạn. Chúng ta sẽ gặp vào đoạn video sau. Bye bye các bạn.